Trong nhiều vụ án, bên cạnh các thủ phạm chính phải chịu các hình phạt thích đáng từ pháp luật, thì một đối tượng khác cũng có khả năng vướng phải lao lý, đó là những người bao che hoặc không tố giác tội phạm. Theo quy định của pháp luật, hành vi che giấu tội phạm là hành vi của một người không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có các hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội. Còn người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm. Có rất nhiều người khi bạn, người thân phạm tội đã vì một phút cảm tính đã tìm cách che giấu, gây khó khăn cho công tác điều tra và kết quả là cả hai đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Đó cũng chính là những bài học nhãn tiền để bất kỳ ai khi rơi phải tình huống này cũng nên tỉnh táo để có cách xử trí khôn ngoan hơn. Rơi vào cái tình huống đấy thì thực ra là tôi nghĩ không phải tôi mà rất nhiều người khác cũng sẽ rất đau đớn và giằng xé giữa cái việc là tình thân và cái trách nhiệm nghĩa vụ của một người công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Xin chào quý vị và các bạn. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi có một câu hỏi muốn dành cho quý vị và các bạn. Nếu một ngày nào đó một người bạn, một người thân của bạn tìm đến sự giúp đỡ của bạn với những dấu hiệu bất thường và sau đó thì bạn biết rằng là người ta vừa mới gây án, chúng ta sẽ phải hành xử như thế nào trong tình huống như vậy? Rất là khó xử phải không ạ? Tuy nhiên chúng ta cũng nên biết rằng nếu biết mà im lặng thì chúng ta vô tình phạm phải hai tội trong luật hình sự, đó là tội che giấu và không tố giác tội phạm. Và trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn gặp gỡ với vị chuyên gia quen thuộc của chương trình, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an để cùng tìm cách tháo gỡ. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một số tình huống giả định sau đây. Hiền ơi! Em đây! Vào đi! Hôm nay ngày gì ấy nhỉ? Ngày gì? Ta vờ là vịt. Đang mệt đây. Cho anh mượn chìa khóa xe cái. Đi đâu? Đi có việc. Không cho. Qua hôm qua đi về muộn là bị mấy anh cơ động anh giữ xe rồi. Để cho mượn xe cái. Vừa đến là đi đâu? Qua anh đi có việc mà nhá. Đi có việc rồi. Đi mua quà cho em. Đi đi. Nhá. Đi nhá. Bye bye. Bây giờ rồi. Chưa kịp lấy cái hộp. Bạc à? Vàng đấy, vàng trắng đấy. Vàng trắng á? Ê ôi, thích thế. Cái gì đây? Kim cương à? Tất nhiên rồi, kim cương đấy. Ôi, mà anh lấy tiền ở đâu? Sao nhiều tiền thế? Anh gửi em chìa khóa này. Cảm ơn anh nhá. Ôi. Mình người yêu nhau mà. Thôi anh phải đi về đây. Từ từ. Đeo cho em.
nại cướp này. Tiếp. Ơ, sao xe giống của mình ấy nhỉ? Cũng béo béo này. Xe của mình cũng giống mà. Giống lại béo như mình này. Đúng cái áo này. Đúng lại béo rồi. Này! Dậy! Hả? Nhanh lên! Gì? Sao giống anh này? Đọc đi! Nhanh lên! Chứ tôi có phải anh không? Chắc là người giống người thôi. Phải không? Đúng. Anh cướp thật à? Ôi, không đen. Em ơi. Ra khỏi nhà tôi đi. Tôi bảo công an đây. Cô điên à? Thôi anh xin em đấy Yến, anh xin em đấy. Xin cái gì mà xin? Thôi anh chót dại một lần, em giúp anh lần này nhá. Em có yêu anh không? Yêu cái gì mà yêu? Tôi nhớ anh tôi vừa rồi này, tôi không biết đâu. Anh xin em đấy Yến, anh xin em đấy. Anh xin em đừng báo công an. Anh xin đấy, em giúp anh đấy. Anh xin em đấy. Anh xin em đấy. Tôi biết làm thế nào bây giờ. Sao anh lại lôi tôi vào vụ này? Tôi biết làm thế nào. Em bị điên à? Tỉnh lại đi. Vâng thưa anh Hiếu, chúng ta vừa mới theo dõi tình huống đầu tiên và tôi cũng phải thú nhận rằng là nếu rơi vào tình huống như thế này thì tôi cũng không biết là nên xử trí như thế nào. Nếu là giữa hai người bạn thông thường thì không sao, nhưng ở đây là giữa hai người có cái mối quan hệ tình cảm và như chúng ta nói rằng là với phụ nữ khi mà yêu thì thường là sẽ bất chấp mọi thứ vì người mình yêu. Vậy thì trong thực tế thì cũng đã có rất là nhiều những cái vụ án xảy ra tương tự như vậy rồi, anh nghĩ thế nào ạ? Đây là một cái vụ án nó đã xảy ra, hậu quả đã xảy ra. Nếu như cô gái này biết trước được mục đích mượn xe để thực hiện tội phạm thì cô này sẽ là đồng phạm với vai trò giúp sức. Nhưng câu chuyện ở đây của chúng ta là cô này không biết gì về mục đích trước khi thực hiện tội phạm của anh người yêu. Do đó câu chuyện đặt ra là cô này sẽ đứng trước những sự lựa chọn. Cái lựa chọn một mà thông thường nhiều cô gái sẽ tính đến, tức là gì? Chấp nhận sự van vỉ người yêu, giữ im lặng, không tố cáo với ai cả, coi như không biết chuyện gì cả. Đây là cách xử lý thứ nhất. Cách xử lý thứ hai, cô gái này có những động thái tích cực để che giấu tội phạm cho người yêu, chẳng hạn mang xe đi bán hoặc đi gửi, đi cất chỗ khác. Khi cơ quan điều tra có đến nhà hỏi, tôi không biết. Đấy là cái cách ứng xử thứ hai trong tình huống này. Và cái cách ứng xử thứ ba mà tôi nghĩ ít cô gái lựa chọn, đó là động viên người yêu đi tự thú. Tại vì với cái phương án thứ ba, nó sẽ đặt ra những nguy cơ như sau. Thứ nhất là mối tình có thể tan vỡ. Và chuyện này chị em phụ nữ không thích. Anh chàng đi tù đồng nghĩa việc tình yêu sẽ bị gián đoạn. Chưa kể là nếu như cô này cô chủ động cô trình báo cơ quan công an thì chắc chắn là nó biến thành thù hận. Rồi thì câu chuyện là gì? Cái xe máy có thể sẽ bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Vì nó tăng vật vụ án, nó công cụ gây án của đối tượng. Cơ quan điều tra sẽ phải tạm giữ để xác minh xem là cô này có liên quan vụ án không. Có biết trước được cái ý định phạm tội không? Nếu biết thì cô là đồng phạm thì người ta thu ngay cái xe vì là tăng vật phạm tội. Nhưng nếu như cô hoàn toàn không biết thì người ta một thời gian điều tra người ta sẽ trao trả tài sản. Một cái thứ ba nữa là cái di chuyển tặng rồi mùng 8/3 quà rất đẹp rồi mà nghĩ đến chuyện mà phải tháo ra khỏi cổ để đi nộp cho công an thì chắc nhiều cô gái không lựa chọn. Vâng thưa anh, vậy thì trong cái tình huống này thì là theo anh cái cách khôn ngoan nhất mà cô gái nên xử trí là như thế nào ạ? Thế thì trong trường hợp này cô gái sau khi có những dấu hiệu nghi vấn
về cái chuyện người yêu mượn xe của mình đi thực hiện tội phạm, thì cái việc đầu tiên là cô hãy hỏi rõ ngọn ngành sự việc, sau đó là khuyên giải người yêu lên đi tự thú, vì việc tự thú là một tình tiết giảm nhẹ đặc biệt quy định tại điều 46 bộ luật hình sự. Khi anh chàng này chủ động đến công an pháp luật giao nộp lại tài sản, tự thú thành khẩn khai báo, tức là tự nguyện khắc phục hậu quả, thế thì cái việc xử lý sẽ có nhưng nó sẽ rất nhẹ. Trong tình huống người yêu không hợp tác thì cái giải pháp ứng xử khôn ngoan cô gái này là gì? Đừng bao giờ tỏ ý ra là sẽ tố cáo hành vi phạm tội của anh này với công an pháp luật. Vì bởi vì chúng ta phải biết là trong sâu thẳm tâm lý tội phạm nó luôn chứa đựng một nỗi sợ, nó rất sợ bị hành vi phạm tội bị phát hiện và bị xử lý theo quy định pháp luật, dân gian hay gọi là bị y tù, nó rất sợ. Đã phạm tội thằng nào cũng sợ bị bắt. Thế thì nếu như cô gái này mà lộ ra ý đồ, ý định anh không đi lên tự thú là tôi báo công an đấy, vô hình dung đã kích hoạt cái nỗi sợ bên trong, cái nỗi sợ bị bắt và theo cái bản năng tự vệ đấy, sẵn sàng nó có thể nó giết người yêu để bảo đảm sự an toàn cho nó, để vĩnh viễn cái sự thật bị chôn vùi, sẵn sàng nó có thể nó giết người yêu đó. Thì nếu như trong những tình huống mà người yêu kiên quyết không hợp tác thì cô gái này cũng nên không nên tỏ ra thái độ gì là sẽ hợp, sẽ báo công an. Còn nếu triển khai việc đó thì phải triển khai một cách bí mật, có thể không phải tự mình, thông qua một người bạn nào đó của mình. Và đặc biệt bây giờ chúng ta có mạng xã hội, mạng xã hội là cái nơi mà chúng ta có thể có một cái nick giả và chúng ta đưa thông tin toàn bộ sự việc lên mạng cái là sạch sẽ, hoàn toàn có thể là đưa thông tin này lên để ra cơ quan ngôn luận, rồi thì cơ quan pháp luật người ta có những bộ phận người ta chuyên canh những cái thứ đó ở trên mạng xã hội. Và chúng ta cũng nên, các cô gái cũng nên tỉnh táo, nên trượt qua nỗi sợ tưởng tượng của mình. Nhiều người vì sợ đe dọa, sợ nọ sợ kia dẫn đến hành vi đồng lõa với tội phạm, hoặc là che giấu hoặc là không tố giác, đấy là đồng lõa, tức là cái ác nó vẫn tồn tại ngoài xã hội, nó không bị được đẩy lùi, không được ngăn chặn kịp thời. Anh này cướp được vụ này sẽ cướp vụ khác, vụ này là anh ấy cướp bình thường nhưng vụ khác có thể nạn nhân chống lại anh đâm người ta chết thì giết cướp án tử hình ngay. Thế thì câu chuyện phải ngăn chặn ngay từ trứng nước. Rồi thì hai nữa là cô này cũng gắn bó cuộc đời với một người mà sẵn sàng mang dao đi cướp của giết người, thì cuộc đời của cô này sẽ là bất hạnh. Vâng, thưa anh Hiếu, thì chúng ta vẫn nói rằng là cái cách tốt nhất để không ai biết là không nên làm gì, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong nhiều trường hợp nhân chứng im lặng không phải vì xuất phát từ tình cảm mà vì những lý do khác, ví dụ như là anh ta bị đe dọa chẳng hạn. Vậy thì trong tình huống như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Hãy cùng theo dõi tình huống sau đây trước khi chúng ta tìm câu trả lời từ Trung tá Đào Trung Hiếu. Làm sao thế? Không có chuyện của mày. Anh Bình ơi! Anh Bình ơi! Gì đây? À, mẹ gửi cho anh Cam này. Thôi em đi sang trường luôn này cũng muộn nhá. Ờ, thôi đi đi. Vâng, em chào anh nhá. Ờ. Thank you.
anh không? Nhìn giống anh không? Cái gì cướp tiệm vàng cái gì đây? Anh cướp tiệm vàng đúng không? Mày không biết gì cả, mày hiểu chưa? Ai hỏi, nói không biết, rõ chưa? Anh... không được đâu, tại sao anh cướp tiệm vàng? Anh nên ra đầu thú đi, không tôi sẽ báo công an đấy. Cái gì cơ? Đầu thú á? Báo công an á? Này, tao nói cho mày biết nhé, em gái mày đang học trường sân khấu đúng không? Tao biết diễn viên sẽ chết giả trên sân khấu. Nếu mày không muốn nhìn thấy nó chết thật ấy, thì tốt nhất là mày quên chuyện này đi và ngậm mồm lại. Mày rõ chưa? Vâng, thưa anh Hiếu, như ban đầu thì chúng tôi có một trao đổi là ở trong tình huống này thì nhân chứng đã vô tình phát hiện ra là anh bạn cùng phòng trọ với mình đã vừa cướp tiệm vàng, và anh ta hồn nhiên hỏi thủ phạm là có đúng là anh ở trên báo hay không. Và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì phản ứng như vậy là sai lầm, phải không ạ? Thực ra thì đấy là một phản ứng hết sức tự nhiên, ta chưa đánh giá đúng hay là sai. Nhưng nếu như anh chàng này tỉnh táo hơn ấy, thì sau khi biết, đừng thắc mắc nữa. Khi mà gặp những người đang ở cùng mình, biết người ta đã dính vào một cái sự việc nghiêm trọng, cách ứng xử khôn nhất là hãy lặng lẽ theo dõi, quan sát, đừng phản ứng gì cả. Thì giống như tôi nói ban đầu ấy, là tội phạm nó rất sợ hành vi của nó bị người khác phát hiện. Vô tình anh nói ra điều này chứng tỏ là nguồn nguy hiểm nó đang cận kề, và cái bản năng tự vệ nó sẽ thúc đẩy đối tượng đến những hành vi bạo liệt để che giấu sự thật thôi. Vâng, sau khi để lộ thông tin rằng là mình biết cái sự việc như vậy và đã bị thủ phạm đe dọa tới tính mạng của em gái, tôi đồng ý rằng cái phản ứng đầu tiên như vậy có lẽ là sai lầm. Tuy nhiên khi mà đã rơi vào cái tình huống như vậy rồi thì nhân chứng nên xử sự như thế nào ạ? Vì anh chàng này đã chót nói với đối tượng là đã nhận ra đối tượng là thủ phạm gây án và bị đối tượng đe dọa như vậy, thế thì trước hết là chúng ta không nên bỏ ngoài tai tất cả những nguy cơ đã được cảnh báo. Lời nói có thể là lời đe dọa đối tượng thôi, nhưng cũng có thể đối tượng sẽ làm thật nếu như nó cảm nhận là đây chính là nguồn đe dọa, nguồn nguy hiểm đang uy hiếp nó, có thể làm thật. Do đó phải ngay lập tức có những biện pháp để tự bảo đảm về an ninh cho mình. Anh chàng này không thiếu gì cách ứng xử cả. Chết là anh có thể chuyển đến một nơi ở mới, chỗ ở mới. Thứ hai nữa là cái việc dặn dò có thể chuyển chỗ ở cho cả cô em. Đấy. Rồi có những biện pháp cẩn thận, cảnh giác, đề phòng tại trường học. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải thống nhất với nhau là nếu như đối tượng bị bắt rồi thì cái sự uy hiếp nó bằng không. Đối tượng bị bắt rồi thì làm sao mà trả thù được? Thế thì ngay khẩn trương, ngay khi bị đe dọa, khẩn trương bằng các cách khác nhau như tôi phân tích tại tình huống đầu ấy, là để cho con pháp luật người ta nắm được thông tin và người ta truy bắt nóng đối tượng. Đối tượng bắt nóng thì tự dưng là cái nguồn nguy hiểm được triệt tiêu. Do đó là với những tình huống như vậy, nếu như anh chàng này chỉ vì một cái câu dọa vu vơ của đối tượng mà anh chàng này giữ lặng, có thể anh này sẽ bị xử lý với tội không giác tội phạm đó. Tức là đứng trước một cái lời đe dọa của đối tượng thì sẽ có 3 sự lựa chọn, có 3 cái cách ứng xử khác nhau có thể sẽ được xảy diễn ra. Cái thứ nhất là cái cậu bé ở cùng phòng với thủ phạm ấy sẽ giữ im lặng vì sợ hãi, giữ im lặng không tố cáo với cơ quan pháp luật về hành vi phạm tội của đối tượng. Nếu như ứng xử ở hành vi này, cậu bé đó có thể sẽ phạm vào tội không tố giác tội phạm. Trong tình huống vì sợ hãi quá, vì sự đe dọa của đối tượng mà cậu bé này tham gia trong cái việc xóa dấu vết tội phạm, tẩu tán tiêu hủy các chứng cứ, dấu vết vật chứng, tang vật của vụ án, hoặc khi cơ quan công an người ta triệu tập lên người ta xét hỏi, lấy lời khai thì anh chàng này khai nội dung gian dối nhằm mục đích bảo vệ cho đối tượng kia. Thế thì cậu bé này có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội che giấu tội phạm. Thế và tình huống thứ ba là gì? Cậu bé này bằng các cái con đường khác nhau chủ động cung cấp thông tin với cơ quan chức năng để điều tra xử lý, thì cậu bé là không dính dáng pháp luật và đây là ứng xử khôn ngoan. Vâng, trong hoàn cảnh này nếu như là công an đã bắt được thủ phạm thì người nhân chứng kia có bị buộc tội là che giấu tội phạm hay không, và làm thế nào để anh ta được chứng minh là mình đã bị đe dọa? Cậu ta có thể
trình bày về việc là cậu ta bị nó đe dọa, vì sợ quá nên tôi giữ im lặng. Tuy nhiên lúc đó sẽ có rất ít những cái nguồn chứng cứ khác để bổ trợ cho lời khai của ta. Có thể đấu tranh đối tượng có thể là tôi dọa nó, nhưng tôi chỉ nói một câu thôi. Thế thì cơ quan điều tra người ta chứng minh cái sự đe dọa này chưa đến mức để cho anh triệt tiêu hoàn toàn mọi hành động phản kháng. Hành động phản kháng của anh là gì? Là trình báo với cơ quan pháp luật. Mới một cái câu nói nhưng mà đã làm cho anh tê liệt ý chí để anh không thực hiện các đòi hỏi của pháp luật thì anh sẽ phạm tội. Trong những tình huống như thế này thì anh chàng phải biết vượt qua. Còn nếu như trong những tình huống nó không chế hẳn người rồi, nó đe dọa tao sẽ giết mày thế này kia, tóm lại có những cái hành động để cho anh này tin rằng vụ án, cái việc đe dọa này có thể diễn ra trên thực tế, thì lúc đó anh cái việc anh này không trình báo với cơ quan pháp luật có thể được coi là một cái căn cứ để xác định anh không phạm tội. Vâng, như vậy là im lặng tức là che giấu tội phạm và sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra, phải không ạ? Vậy trong trường hợp mà chúng ta biết trước một vụ án sắp xảy ra thì chúng ta phải làm như thế nào? Mời chúng ta Đào Trung Hiếu và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống sau đây trước khi tìm câu trả lời. Tớ chuẩn bị xong chưa? Trong này hết rồi. Thôi, đúng giờ thì chuyển nhá. Ok. Đúng nữa đấy. Sau vụ này á, tao chia mày 50-50, đủ các mày sống thoải mái cả đời. Nếu có động tĩnh, tao sẽ báo cho mày biết. Ok. Chúng mày đang bàn mưu tính kế cái gì đấy? Hả? Cháu xin phép bác cháu về ạ. Chờ nhá. Chúng mày định bàn mưu tính kế cái gì? Thằng kia, bạn bè tử tế thì không chơi, chơi toàn cái lũ đầu trộm đuôi cướp mất dạy. Mày nói nhanh lên, mày đi cướp của ai ở đâu nhanh lên, tao hiểu cái tính của mày rồi nhá, tao đẻ ra mày tao lạ gì mày nhá. Cướp của ai nhanh lên, không tao báo công an là vu cổ chúng mày tù mọt gông nhớ chưa. Mày báo đi, bây giờ ai tin mẹ, mày báo con trai của mẹ à, mày báo tất cả cái hàng xóm mày biết à, người ta đang đánh giá con là ngoan nhất xóm đấy. Mày báo đi, danh dự mẹ để đâu, lòng tự trọng mày để đâu, mẹ đã báo con trai mày điên ăn trộm ăn cướp á. Mà tao không biết đâu nhá, làm gì thì làm nhá, ấm vào thân mày nhớ chưa. Cái bạn bè tử tế thì không chơi, chơi cái lũ mất dạy này. Con biết rồi thì là diễn kịch thôi mà, làm gì mà nóng thế. Kịch thật không? Thật. Uống nước hạ hỏa nhá. Mẹ uống nước đi. Thôi cáu làm gì, uống nước đi. Mà tao nói trước ở đây nhá, nhớ chưa? Con biết rồi. Tụi một gông cả lũ đấy. Không phải là thích là mải chơi mà không ham chơi mà lười làm đâu nhá. Sóng biển giống như từng đợt ập vào bờ. Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Một vụ cướp tiệm vàng táo tợn với những hung thủ có sử dụng hung khí đã xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bốn ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào sáng ngày hôm qua, 28 tháng 10. Theo hình ảnh ghi lại từ camera, các đối tượng bịt mặt đã dùng hung khí gồm súng, búa và kiếm để hành hung, uy hiếp chủ nhà và cướp đi một lượng vàng lớn. Đúng rồi. Chết rồi con ơi là con. Sao lại ngu dốt thế này? Ôi trời ơi. Chết rồi. Sao lại cướp nhà người ta thế này? Ôi trời ơi. Thôi xong rồi. Ôi trời ơi. Bình ơi. Bình đâu rồi? Chết rồi. Mày định đi đâu? Hả?
còn đi du lịch với bạn. Du lịch cái gì loại mày? Tao xem tivi rồi nhá. Mày đừng có chối nữa. Con ơi, mày khai thật ra đi. Mày cướp à? Đúng mày không? Tao không cho mày đi đâu cả. Mày chết với tao. Chết thôi rồi. Tao báo công an mày chết. Khai thật với mẹ đi nhanh lên. Không cướp. Con đang chuẩn bị quần áo đi du lịch. Du lịch cái gì mày? Du lịch mà thế này à? Mày vào đây. Bỏ ra. Mày bỏ trốn à? Tao không cho mày đi đâu cả. Tao báo công an. Con ơi là con, sao con dại thế hả con ơi? Mày báo công an. Mày bắt con à? Mày biết vào tù rất là khổ không? Khổ sao mày còn la vào con? Mày ngu thế? Bây giờ đã chót rồi. Mẹ đừng báo công an bắt con nhá. Mẹ phải thương con trai mẹ chứ. Tao mày làm gì với mày bây giờ Bình ơi? Tao nuôi mày lớn thế này xong rồi mày báo hiếu tao thế này à? Con xin mẹ. Chỉ lần này thôi. Mẹ đừng báo công an bắt con nhá. Con sợ vào tù lắm. Mẹ. Bình ơi là Bình ơi. Tao nuôi mày lớn thế này xong rồi mày báo hiếu tao thế này à mày? Con ơi, mày ngu lắm. Vâng thưa anh Hiếu, trong tình huống này thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một giả định. Nếu như là nhân chứng mới chỉ nghi ngờ đối tượng sắp gây án thì trong trường hợp này thì nhân chứng nên làm gì ạ? Cái ứng xử khôn ngoan của người mẹ này là gì? Truy đến cùng thông tin. Ngay khi biết thông tin con mình đã có ý định thực hiện tội phạm, truy đến cùng. Và bên cạnh việc chất vấn là việc giám sát. Kèm như kèm thông báo toàn bộ gia đình thằng này đang có ý định phạm tội. Tất cả giám sát thời gian đó. Thứ hai, làm rõ bằng được cái thằng bạn mà đang định bàn ấy, con cái nhà ấy, phối hợp với chính bố mẹ của cháu, của người bạn ấy. Ông ạ, bà, tôi được biết bọn này đang có ý định thực hiện cái này, cái kia, để hai gia đình cùng nhau phối hợp giám sát. Nhưng cái điều quan trọng nữa là gì? Mày khai là mày chuẩn bị đóng cửa nhà trường gì? Đến tận trường gọi gặp cô giáo chủ nhiệm hỏi lớp có chương trình nào liên quan kịch cọt gì không? Để xác minh ngay cái việc thông tin của con mình cung cấp cho mình là đúng hay sai. Đây trong trường này người mẹ đã chưa làm hết trách nhiệm của mình. Khi đã nghe cái thì thào con mình bàn mưu để đi gây án mà để bỏ lơ như này thì đến dẫn hậu quả là người mẹ chưa làm tròn trách nhiệm. Phải đến tận trường ngay xác minh ngay tại lớp, tại đoàn có cái chuyện nào liên quan đến kịch cọt này không? Có phải các cháu đang bị diễn vở này không? Không có gì, báo cáo ngay nhà trường bọn này đang bị. Thì khi mà nó thấy rằng nó chưa gây án mà gia đình, nhà trường, bạn bè tất cả đã có sự giám sát, nó bỏ ngay phạm tội. Và đây là cái cách cứu con, để cách cứu con. Chứ còn khi đã xảy ra rồi thì đúng người mẹ rơi vào trạng thái ứng xử rất khó khăn. Tuy nhiên nhé, chúng ta phải lưu ý bà mẹ này có khả năng đứng trước nguy cơ bị xử lý về tội che giấu tội phạm nếu bà giúp con bà ấy bỏ trốn, xóa dấu vết, chẳng hạn thấy cái áo dính máu cho máy giặt giặt ngay, vàng cháu mang về mang đi chôn ngay gốc chuối ngoài vườn, phạm tội che giấu tội phạm. Còn trong trường hợp ví dụ như là bà ấy không có động thái nào cả để giúp cho việc nó trốn tránh pháp luật, nhưng bà không tố cáo, thế thì câu chuyện nó đặt ra như này. Nếu như cái vụ cướp này bị khởi tố, bị truy tố theo khoản 4 của điều 133 Bộ luật hình sự tội cướp tài sản, tội đặc biệt nghiêm trọng, có mức án mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình. Thế thì nếu như thằng bé đang giết người cướp tài sản, mức án thế rồi mà bà này che giấu không tố giác, bà này có thể sẽ bị xử lý về tội không tố giác tội phạm. Còn ví dụ như nó chỉ là cướp một cái tài sản nhỏ thôi, vào tiệm vàng đập vơ được cái nhẫn ấy, thì có thể xử khoản 1, khoản 2 thì bà lại không có tội nữa. Cái quy định đặc biệt của cái điều 134 đấy. Vâng, xin cảm ơn anh Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật là khi mà bạn bè hay là người thân của mình có dấu hiệu sẽ hoặc là đã và đang phạm tội thì chúng ta sẽ đều rơi vào cái tình trạng hết sức là khó xử, không biết là nên làm như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là phần lớn nhân chứng trong những trường hợp như vậy thì sẽ khó mà tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo. Chính vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay sẽ phần nào có ích đối với cuộc sống của quý vị và các bạn. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.